Xin chào tất cả mọi người, chào tất cả anh chị em cô dì chú bác đến với kênh của vườn lan Trường Sơn. Chúc tất cả anh chị em cô dì chú bác một ngày mới thật vui vẻ, thành công trên mọi lĩnh vực và sưu tầm được nhiều loài hoa lan đẹp trên mọi miền tổ quốc. Thì trong những cái video của vườn lan Trường Sơn rất là nhiều, cũng rất là cảm ơn mọi người, cảm ơn tất cả anh chị em đã luôn luôn ủng hộ và tin tưởng vào uh, Trường Sơn. Thì hôm nay cũng xin chia sẻ cho anh chị em một số cái kinh nghiệm khi mà chúng ta ghép những giò hoa lan để làm sao nó có một cái uh, nghệ thuật và và chia sẻ một chút cái kinh nghiệm khi mà cái mùa đông đến nơi rồi Đấy, uh, nên là cho anh chị em để anh chị em có thể biết được rằng là những cái um, uh, kỹ thuật những cái kinh nghiệm trường sơn để cho anh chị em chia sẻ cho anh chị em trong những cái video mặc dù thì nó không thể hết được những cái ý nghĩa những cái kinh nghiệm và không thể cụ thể được chi tiết được nên là anh chị em nào mà cảm thấy chưa hiểu hoặc là muốn tìm hiểu sâu hơn thì cứ liên hệ alo qua số điện thoại 0987 829 002 thì em sẽ sẵn sàng chia sẻ cho mọi người cho anh chị em những cái kinh nghiệm trồng hoa lan rất là tuyệt vời Vâng bây giờ thì xin mời mọi người cùng tham, xem và thưởng thức những cái giò lan mà Trường Sơn vừa mới ghép nhé đây anh chị em này, đấy hiện tại thì em đang có một cái cây lan đây gọi là lan bạch hòa hoang hiện tại thì em đã ghép vào như thế này, đấy. đây về cái ghép của cái cây này thì nó cũng không có gì là đơn giản không có gì là khó cả, đấy, rất là đơn giản thôi, đấy. đây là một trong những cái dòng có thể nói là anh chị em cảm thấy rất là sợ và Nghe đến tên bạch hỏa hoàng thôi Mặc dù cái hoa rất đẹp Và Cái Hoa lại nở đúng vào dịp Tết Cho nên là rất nhiều anh chị em Cũng muốn sưu tầm Để chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp Của cây bạch hỏa hoàng này Đấy Thì em cũng chia sẻ cho anh chị em luôn Thứ nhất là về cách Trồng Thì mỗi người một cái ý tưởng riêng Bản thân em thì có một cái Cây gỗ đây cái gỗ như thế này. Sau đó là em ghép nó xung quanh đây. Một cái dáng thế nó rất là cảm thấy rất là ưng ý và rất là đẹp. Với cái cây gỗ này thì nó độ bền nó từ khoảng 5 đến 7 năm. Không bao giờ sợ bong vỏ bởi vì là uh, chia sẻ cho anh chị em rằng là nếu anh chị em lấy cây gỗ ghép lan thì lấy vào mùa này là hợp lý nhất thì cây nó sẽ uh, uh, không bị bong vỏ hay hoặc là hạn chế bị bong vò cái mùa này mùa đông rồi. cây rụng lá cũng là mùa nghỉ Đấy, và cái nữa là khi anh chị em mua hoa lan thì cũng nên mua vào cái thời điểm này Đấy, thời điểm này là cái thời điểm tốt nhất để trồng lan đây mọi người nhìn này Đấy, đang đang có nụ nhé tất cả nó đây đều đang có nụ Đấy, và một cái giò như thế này anh chị em thấy thế nào nếu như chúng ta đặt nó ở bàn thì quá là tuyệt vời đúng không có một cái gì đó rất là tự nhiên và em cảm thấy rất ưng ý với cái giò lan như thế này trông giống như cái sừng hiêu Đấy. và lại uh, giống như một cái cây cổ thụ ở uh, ngoài tự nhiên Đấy. anh chị em thấy không cực kỳ là hay luôn Đấy, mặc dù mới ghép thôi nhưng khẳng định với anh chị em rằng là sang năm nó sẽ thành một cái tác phẩm rất là đẹp về ghép cây bạch hỏa hoàng này thì, thì có rất nhiều anh chị em là cũng rất là ngại rất là sợ vì không biết là trồng rất hay chết Đấy thì em cũng xin chia sẻ trong cái video này cho mọi người để anh chị em có thể nhìn thấy được rằng là cái độ phát triển của cây bạch hỏa hoàng này nó như thế nào thì khi mà cái kinh nghiệm của em nhìn thấy ở đây ấy, là ngoài tự nhiên nhé ngoài tự nhiên là cái cây bạch hỏa hoàng này hello xin chào đấy, đấy, sẽ bố quay video nhá đấy, con gái vừa đi học về đấy đây thì mọi người có thể nhìn thấy rằng là để chia sẻ cho anh chị em cái cây ngoài tự nhiên đấy, thì nó cũng sẽ tương tự với cái cây gỗ mà trường sơn ghép này anh chị em nhé tương tự với cây gỗ. và cái độ cao của cái cây uh, mà phong lan bạch hỏa hoàng này ở thì nó cũng rơi vào cái mật độ là cao và thoáng gió đấy mùa đông thì cái cây này nó rụng lá tức là cái cây giá thể này có thể là sẽ dụng lá nha anh chị em nhé ngoài tự nhiên bởi vì đây là cái gỗ này ở đây trên lai châu này bọn em là cây này mùa đông dụng trụi hết lá luôn và có rất nhiều cái phong lan nhất điểm hồng à nhất điểm hoàng nó bám vào đấy thì với cái mùa đông ở trên này thì gần như là có cả tuyết nữa à, sương muối không phải tuyết cho nên là mà cái cây nó vẫn phát triển được thì đấy là cái độ ẩm nó thoáng thì đương nhiên là cây nó sẽ ok Đấy. Còn cái chăm sóc Thì mọi người cũng nên hiểu rằng là Về chế độ chăm sóc của cây bạch hỏa hoàng Thì nó không quá cầu kỳ Đấy, Chúng ta tưới quá nhiều cây sẽ chết Thối Nấm bệnh Đấy, Phân bón quá nhiều thì có thể sẽ bị sốc Đấy, Nên là anh chị em cô dì chú bác lưu ý nhé Chỉ tưới nước thôi Đấy, Với em là chỉ tưới nước thôi Cùng lắm thì một tuần cho nó ăn B1 hoặc là à phần à, đạm phần một lá một lần thôi nhưng nếu nhiều quá là không ổn và treo thì nên treo chỗ thoáng gió thì cây nó sẽ phát triển khỏe bất kể cây lan nào cũng thế thôi nếu như chúng ta không à, để cho cái chế độ nắng nó phù hợp độ thoáng gió phù hợp thì cây nó sẽ yếu và nó sẽ bị rớt cây nhé mọi người nhá Đấy, anh chị em nên nhớ là nó bị rớt cây và khi đã rớt cây rồi thì không bao giờ có thể à, à, để có một cái giò lan đẹp được đấy thì còn nói chung là nói trong cái video thì nó rất là khó rất là hạn chế cho nên là anh chị em mà cảm thấy chưa chắc chắn lắm chưa yên tâm lắm mà chưa uh, hiểu kỹ lắm thì cứ alo cho trường sơn thì trường sơn sẽ giải quyết cho anh chị em chia sẻ những cái kinh nghiệm để thuần cái loại lan khó tính này bạch hỏa hoàng đấy. bởi vì em đã biết đặc tính của cây rồi thì đương nhiên là em đã trồng thuần rồi đấy cho nên là mọi người cứ yên tâm và giá cả của những cái cân lan bây giờ anh chị em mua nhé, em cũng chia sẻ một chút nữa đây là những cái cây bạch hoa hoàng mà em mua hàng cân Đấy, hàng cân và nó sẽ có những cái này khi mọi người bán người ta chụp lên ấy người ta tưới nước vào nhìn nó rất là đẹp rất là mập Đấy, nhưng khi về anh chị em thì nó biết tí như thế này luôn Đấy, biết tí như thế này thì đương nhiên là mọi người không thể là thành một cái giò đẹp được mà nó cứ phải như này trở lên này Đấy, cây nó phải to như này này thì nó mới ổn. Thế cho nên là anh chị em mua thì cũng lưu ý. Ví dụ người ta bán 250 một cân. Đấy, hoặc 100 000 một, uh, một 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 khay. Đấy, một một đống ấy, để gọi là một đống. Thì anh chị em nên nhớ là thôi trả thêm cho người bán dăm chục, có khi là trả thêm 100 nữa để cho người ta lựa cho những cái giờ cái cái thân nó to như thế này. Thì về chúng ta sẽ ghép nó không bị ngại có rất nhiều anh chị em sẽ so sánh Bởi vì là em biết Khi em đăng những cái bài lên Đăng những cái hình ảnh hoa lan lên Thì mọi người thì ui rồi ông này mới ghép sao mà bán đắt thế Thực ra là anh chị em phải nên nhớ được một điều rằng là Chúng ta không hiểu Chúng ta cảm thấy nó rẻ Mà cái của rẻ thì không phải thật như Trường Sơn là Nó không đẹp hay là đẹp Bảo luôn mọi người Đấy, Nhiều người ta bán người ta cứ bán thôi Bán được là bán Không quan trọng miễn sao người ta thu được vốn về thu được tiền về thế còn cái người mua ấy thì không biết xử lý như thế nào khi mà nhìn cái đống cây nó chán như thế này đấy nó thật với anh chị em nếu đúng như ngày xưa thì em vứt luôn đấy, nhưng bây giờ thì bởi vì biết cách rồi tiếc bởi giống nó cũng không có nhiều nên là cố gắng ghép lựa cho những cái cái cục gỗ nó như này nó xinh xắn như thế này ghép vào nó rất là vui đấy, để chia sẻ cho anh chị em và những cái giò như thế này thì yên tâm là sang năm anh chị em sẽ nhìn thấy nó sẽ có một cái khác đặc biệt luôn và em khẳng định với mọi người luôn em dám cá cược với mọi người luôn nếu như em không thuần được cái loại này một lần thứ hai nữa em đã thuần rồi mà lần thứ hai này nữa mà không thuần được nữa mà mà lại không không đặt không làm được lần thứ nhất nữa anh chị em thích lấy giò lan nào em tặng luôn cho anh chị em ở vườn giò đấy nói luôn là anh chị em là để mọi người biết rằng là Chắc chắn với anh chị em rằng khi mà mình đã làm, mình đã có tâm hồn và mình đã đặt niềm tin vào những cái kỹ thuật về cái kiến thức mình qua thực tế để chia sẻ cho mọi người. Đấy, anh chị em nhé. Vâng, video thì cũng xin được tạm dừng tại đây. Rất cảm ơn mọi người đã xem hết video. Hẹn gặp lại anh chị em cô dì chú bác ở những video clip tiếp theo ạ.